Nếu bạn đang dùng PowerPoint 365 mà chưa có giao diện phiên bản xịn sò mới nhất này thì hãy xem hết video này của Niceline nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào File, chọn Account và kiểm tra xem Office đã bật Update hay chưa. Nếu chưa bật, chúng ta sẽ vào Update Option và chọn Enable Update. Sau đó chúng ta tiếp tục vào Update Option và chọn Update Now. Sau khi Office đã update lên bản mới nhất thì thông báo này sẽ hiện ra. Chúng ta quay trở lại màn hình làm việc chính, rồi vào biểu tượng loa ở góc trên bên phải. Trong bảng hiện ra, chúng ta sẽ kéo xuống dưới và bật Try the new experience. Và theo như yêu cầu, chúng ta sẽ phải tắt toàn bộ phần mềm của Office để bật được giao diện mới. Và khi bật lại PowerPoint, trước mắt chúng ta sẽ là một giao diện hoàn toàn mới với vẻ đẹp cực kỳ hiện đại, sang trọng và thời thượng. Và vẻ đẹp đó sẽ càng được nâng tầm hơn nữa khi chúng ta sở hữu bộ công cụ ưu việt của Niceline. Hơn thế nữa, chúng ta có thể bật chế độ Dark Mode bằng cách vào File, chọn Account. Trong phần Office Theme, chúng ta sẽ chọn Dark Gray hoặc Black. Giao diện này cực kỳ phù hợp khi chúng ta đang chạy deadline thiết kế slide thuyết trình về đêm. Mong cả nhà sẽ ghé qua tham khảo khóa học PowerPoint online tại niceline.com để sở hữu trọn đời Office 365 và bộ công cụ ưu việt của Niceline, qua đó nâng tầm tư duy thẩm mỹ và chuyên nghiệp hóa kỹ năng thiết kế slide cùng các ấn phẩm sáng tạo bằng sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.